Mình đến với các bạn món lẩu dê thịt tươi ha. Ở trong này là có vài vị thuốc bắc. Đây mình thấy là sâm nè, kỷ tử, hoài sơn nè, củ môn nè, môn nha. Môn các bạn cắt miếng vừa ăn chiên sơ đấy ha. Ngon. Ngon. Và củ sen, mình cắt lát lát rồi ha. Sen. Trong đây thì có đậu hũ và tía tô. Bây giờ là cái lẩu của mình đã nấu xong, mình nêm cũng bình thường thôi ha các bạn. Nêm nếm như vừa ăn thôi. Cũng muối đường bột ngọt thôi. Và cái lẩu mình đã nấu xong ha, cái còn mình cho miếng đậu hũ ki. Đậu hũ ki vô ha. Đó, đậu kia các bạn bỏ chút xíu sa tế cho nó thơm ha. Bây giờ cái lẩu của mình để ăn kèm cải xanh nè, rau má nè, với tầng ô mì, và đây là dĩa thịt dê tươi. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở lúc sau.